Welcome to LoiDaiHay.com. Our lesson today is Unit 3, A Closer Look 2. Chào mừng các em đã đến với trang LoiDaiHay.com. Và bài học ngày hôm nay, cô và các em sẽ cùng tìm hiểu đó là phần Unit 3, A Closer Look 2. Hôm nay thì mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về phần grammar, ngữ pháp, modal verbs in first conditional sentences, động từ khiếm khuyết ở trong câu điều kiện loại 1. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về phần ngữ pháp ở trong khung remember, khung ghi nhớ ha. In the standard form of the first conditional sentences, we use the present simple tense in the if clause and will plus bare infinitive in the main clause. Instead of will, we can use modal verbs such as can, must, may, might, should, etc. in the main clause to express ability, permission, necessity, possibility, advice, etc. Trong câu điều kiện loại 1 chuẩn thì chúng ta sẽ dùng thì hiện tại đơn ở trong mệnh đề if và will cộng với động từ nguyên thể ở trong mệnh đề chính. Thay vì sử dụng will thì chúng ta có thể sử dụng các động từ khiếm khuyết khác như là can, must, may, might và should. Thì ở đây can có nghĩa là có thể, must là phải, may là có lẽ, might cũng là có lẽ, should là nên, vân vân, ở trong mệnh đề chính để bày tỏ cái khả năng này, sự cho phép này, sự cần thiết, sự khả thi hoặc là một lời khuyên, vân vân. For example, ví dụ, mình sẽ nhìn vào các câu ví dụ. If you do physical exercise regularly, your health will improve. Nếu bạn tập thể dục thường xuyên thì sức khỏe của bạn sẽ được cải thiện. Thì đây là câu standard form, nghĩa là cái câu chuẩn. Cái dạng mà tiêu chuẩn thì mình thấy if nằm đây thì set if là mệnh đề giả định thì mình sẽ chia hiện tại đơn là động từ do. Và còn lại là mệnh đề chính thì mình sẽ dùng là will cộng với verb không. Rồi xem đến câu số 2. If she trains harder, she can run faster than you. Nếu cô ấy luyện tập chăm chỉ hơn thì cô ấy có thể chạy nhanh hơn bạn. Và câu này nó chỉ cái ability là cái khả năng. Đây, người ta đang dùng động từ khiếm khuyết là can, là có thể ha. Number 3. If you finish your paper, you can hand it in and leave for home. Permission. Nếu bạn hoàn thành xong bài thì bạn có thể nộp nó và đi về nhà. Thì câu này á, chữ can ở đây nó chỉ về cái permission là cái sự cho phép ha. Tiếp theo, if you want to have good mental health, you should balance your study and life. Nếu bạn muốn có một sức khỏe tinh thần tốt, thì bạn nên cân bằng giữa việc học và cuộc sống. Và câu này nó đang chỉ advice là một lời khuyên. Thì động từ khiếm khuyết đang đưa ra của mình là should này, là nên. He may or might get a good job if he is good at IT. Anh ấy có thể là có được một cái công việc tốt nếu mà anh ấy giỏi về công nghệ thông tin. Và câu này động từ khiếm khuyết của mình là may hoặc là might, là có lẽ. Nó chỉ về cái possibility, là cái khả năng ha. Rồi, câu cuối cùng. You must get rid of all the distractions if you want to manage your time effectively. Bạn phải loại bỏ tất cả những sự phân tâm nếu bạn muốn quản lý thời gian của bạn một cách hiệu quả. Thì câu này động từ khiếm khuyết là must, là phải. Nó đang chỉ cái necessity, là cái sự cần thiết ha. Rồi, vậy là chúng ta đã vừa tìm hiểu xong phần kiến thức của câu điều kiện if loại 1. Thì xét với if thì mình sẽ dùng thì hiện tại đơn. Với còn lại thì mình có thể dùng được các động từ khiếm khuyết bao gồm là will, can, must, may, might và should tùy vào cái điều kiện và ngữ nghĩa của câu ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ cùng nhìn vào activity number 1. Write the correct form of each verb in brackets. Hãy điền dạng đúng của mỗi động từ ở trong ngoặc. Rồi, bây giờ mình sẽ cùng nhau nhìn vào 5 câu này. Number 1. If Mai not want to gain weight, she shouldn't eat much fast food. Nếu Mai không muốn tăng cân, thì cô ấy không nên ăn quá nhiều đồ ăn nhanh. Rồi, vậy thì đề bài của mình đang bắt chia cái động từ mà sát với chữ if. Vậy thì lúc này mình sẽ dùng thì hiện tại đơn. Mai là chủ ngữ số ít.
want là động từ thường ở dạng phủ định này. Vậy thì mình sẽ phải mượn doesn't và đi với verb nguyên mẫu ha. Vậy thì ở đây mình sẽ điền là doesn't want. If Mai doesn't want to gain weight, she shouldn't eat much fast food. Number two, if you stay up too late tonight, you might feel tired tomorrow morning. Nếu bạn thức quá trễ vào tối nay thì bạn có thể sẽ cảm thấy mệt mỏi vào sáng ngày hôm sau. Rồi, mình đang thấy theo sau động từ khiếm khuyết might của mình này, có lẽ thì mình sẽ cộng với một động từ ở dạng nguyên thể. Vậy thì chữ feel này của mình chỉ việc để nguyên thôi ha. Number three, you should sleep 8 hours at night if you want to be awake and fully alert. Bạn nên ngủ 8 tiếng một đêm nếu bạn muốn tỉnh táo và thực sự năng động vào ngày hôm sau này. Vậy thì ở đây mình có theo sau động từ should của mình á, là should là một động từ khiếm khuyết nè, là nên. Theo sau nó sẽ cộng với một động từ nguyên thể. Vậy thì chữ sleep này của mình sẽ để nguyên ha. Number four, if Tom completes his assignment on Friday, he can go out with his friends at the weekend. Nếu Tom hoàn thành bài tập của anh ấy vào thứ sáu, anh ấy có thể đi ra ngoài với bạn bè vào cuối tuần. Rồi, mình đang có động từ đang bắt mình chia theo cái vế có chữ if. Vậy thì lúc đó mình sẽ chia thị hiện tại đơn theo cái cấu trúc if lại một. Vậy thì Tom là chủ ngữ số ít thì động từ thường complete của mình sẽ phải thêm s ha. Completes. Number five, you must be careful if you don't want to get burned. Bạn phải cẩn thận nếu bạn không muốn bị phỏng. Rồi, động từ khiếm khuyết của mình á, đề đang cho đó là must, phải. Vậy thì theo sau động từ khiếm khuyết mình sẽ cộng với động từ nguyên thể must be. Vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong activity number 1. Bây giờ thì mình sẽ di chuyển đến activity number 2. Circle the correct modal verbs to complete the following sentences. Hãy khoanh tròn các động từ khiếm khuyết đúng để hoàn thành các câu bên dưới. Yeah, bây giờ thì mình sẽ cùng nhau làm. Number one, she can or should go home early if she finishes her work. Đây, cô ấy có thể hay là nên đi về nhà sớm nếu cô ấy hoàn thành công việc của cô ấy. Vậy thì đây chỉ cái khả năng, cái sự cho phép ha. Mình sẽ dùng can. She can go home early if she finishes her work. Number two, if you train hard, you might or shouldn't win the first prize. Nếu bạn luyện tập chăm chỉ thì bạn có thể hay là không nên thắng giải nhất. Vậy thì nếu tập chăm chỉ thì mình có thể thắng được cái giải nhất đúng không? Vậy mình sẽ chọn là might ha. Đây chỉ một cái dự đoán, một cái điều có thể xảy ra ha. If you train hard, you might win the first prize. Number three, if they don't want to be burnished, they must or may follow the rules. Nếu họ không muốn bị phạt thì họ phải hay là họ có lẽ tuân theo luật. Vậy thì nếu không muốn bị phạt thì họ phải tuân theo luật ha. Để mình dùng must. Trong câu này nó chỉ cái sự cần thiết, sự bắt buộc ha. If they don't want to be burnished, they must follow the rules. Number four, if students have an upcoming exam, they shouldn't or can't wait to study until the day before it. Nếu mà những học sinh có cái bài kiểm tra sắp tới, thì họ không nên hay là không thể chờ để mà học cho đến khi cái ngày trước đó xảy ra. Vậy thì ở đây là họ không nên ha. Ở đây đưa ra một cái lời khuyên, shouldn't. If students have an upcoming exam, they shouldn't wait to study until the day before it. Number five, if you are having a bad day, you should or may do your best to get through it. Nếu bạn đang có một ngày tồi tệ, thì bạn nên hay là có lẽ làm hết mình để vượt qua nó. Vậy thì ở đây mình đang đưa ra lại là đưa ra một lời khuyên này. Nên cố gắng hết mình để vượt qua. If you are having a bad day, you should do your best to get through it. Vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong activity number 2. Bây giờ thì mình sẽ làm sang đến activity number 3.
Match the first half of the sentence in A with the second half in B. Hãy nối nửa câu đầu ở trong cột A với nửa câu sau ở trong cột B. Rồi bây giờ thì mình sẽ lần lượt dịch cả hai cột ha và nối lại để tạo thành một câu có nghĩa. Cột A là các câu liên quan đến mệnh đề có chữ if và cột B là các câu liên quan đến mệnh đề chính. Rồi. Câu A, number 1. If you spend too much time on the computer. Nếu bạn dành quá nhiều thời gian ở trên máy tính. Number 2. If you put too much sugar in your coffee. Nếu bạn cho quá nhiều đường vào trong cà phê của bạn. Number 3. If you want to manage your time effectively. Nếu bạn muốn quản lý thời gian của bạn một cách hiệu quả. Number 4. If you want to have perfect white teeth. Nếu bạn muốn có một hàm răng trắng tuyệt vời. Và number 5. If you take a cooking class. Nếu bạn tham gia một cái lớp học nấu ăn. Đó là nằm ở cột A với các mệnh đề có chữ if ha. Và mình xem cột B là cột kết quả. Câu A. You can make your favorite food at home. Bạn có thể tạo ra những món ăn ngon tại nhà. Câu B. You should use a calendar to plan your work ahead. Bạn nên sử dụng lịch để mà lên kế hoạch công việc trước. Câu C. You may put on more weight. Bạn có thể là lên cân hơn đó. Câu D. You might get shoulder pains. Bạn có thể là sẽ bị đau vai. Câu E. You must brush your teeth regularly. Bạn phải đánh răng thường xuyên. Rồi bây giờ mình sẽ lần lượt đi nối ha. Câu 1 của mình đang đề cập đến việc mình dành nhiều thời gian ở trên máy tính. Vậy thì nếu mà mình dành nhiều thời gian trên máy tính thì mình có thể bị đau vai ha. Mình sẽ nối với 1D. Và cái câu hoàn chỉnh của mình sẽ là If you spend too much time on the computer, you might get shoulder pains. Nếu bạn dành thời gian nhiều trên máy tính thì bạn có thể bị đau vai. Number 2. Nếu mà mình cho quá nhiều đường vào trong cà phê thì mình có thể bị tăng cân ha. 2C. If you put too much sugar in your coffee, you may put on more weight. Number 3. Nếu mà mình muốn quản lý thời gian, vậy thì chỉ có mỗi câu B là nó đang đề cập đến thời gian nè. Bạn nên sử dụng lịch để lên kế hoạch từ trước ha. 3B. If you want to manage your time effectively, you should use a calendar to plan your work ahead. Number 4. Nếu mà mình muốn trắng răng thì mình nên đánh răng mỗi ngày. 4E. If you want to have perfect white teeth, you must brush your teeth regularly. Number 5. If you take a cooking class, nếu bạn tham gia một lớp học nấu ăn, thì bạn có thể làm ra những món ăn ngon ở nhà. Vậy thì 5A. If you take a cooking class, you can make your favorite food at home. Rồi, vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong activity number 3. Bây giờ thì mình sẽ di chuyển đến activity number 4. Activity number 4 thì yêu cầu chúng ta như sau. What will you say in each situation below? Use first conditional sentences with modal verbs. Bạn sẽ nói gì ở trong những tình huống bên dưới và sử dụng câu điều kiện loại 1 với động từ khiếm khuyết. Rồi, ở đây là 5 tình huống thì mình sẽ đưa ra lời khuyên ha. Sử dụng câu điều kiện loại 1 cho từng tình huống 1. Rồi, vậy thì ở đây bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi từng tình huống và mình sẽ bắt đầu viết các lời khuyên. Rồi, mình có number 1. Your friend wants to lose weight. You advise him or her to eat less high fat food and do more exercise. Người bạn của bạn nè, muốn giảm cân và bạn khuyên anh ấy hoặc là cô ấy là ăn ít cái đồ ăn có chứa chất béo cao lại và tập thể dục nhiều hơn. Rồi, vậy thì trong trường hợp này thì mình sẽ phải nói gì với cái bạn đó? Rồi, vậy thì lúc này mình sẽ tiến hành viết ha. Rồi, mình sẽ tiến hành viết câu điều kiện. Rồi, vậy thì trong trường hợp này thì mình sẽ phải nói là nếu mà bạn muốn giảm cân thì bạn nên ăn, đúng không? Vậy thì ở đây mình sẽ viết là number 1 này. If you want
to lose weight. À, đó, nếu bạn muốn giảm cân, rồi vậy thì bạn nên ăn ít cái đồ đó lại. Vậy thì sẽ là you should eat less, high fast food and do more exercise. If you want to lose weight, you should eat less high fat food and do more exercise. Nếu bạn muốn giảm cân thì bạn nên ăn ít cái đồ ăn béo cao lại và tập thể dục nhiều hơn. Rồi, sang đến câu số 2. Điều kiện trong câu số 2 của mình, cái tình huống của mình á là your friend invites you out for an ice cream, but it's possible that you will have a sore throat. Một người bạn của bạn nè mời bạn đi ra ngoài ăn kem, nhưng mà có thể là bạn sẽ bị đau họng. À, vậy thì trong câu này á, mình sẽ đưa ra một cái điều kiện, đó là nếu mà tôi ăn kem thì tôi sẽ bị đau họng. À, vậy thì trong câu này mình sẽ viết là number 2 nè. Nếu tôi ăn kem thì nó sẽ là if I eat ice cream. Đấy. Và tôi có lẽ là sẽ bị đau họng. It's possible. Nghĩa là nó có thể thôi. Chỉ một việc có thể xảy ra thì mình sẽ dùng động từ khiếm khuyết là may. À, I may have a sore throat. Đó. If I eat ice cream, I may have a sore throat. Nếu mà tôi ăn kem thì tôi có thể là sẽ bị đau họng. Rồi, sang đến câu tình huống số 3 thì mình có your roommate often stays up late at night. You think it is necessary to get enough sleep every night. Otherwise, his health will suffer. Người bạn cùng phòng của bạn thường thức khuya vào buổi tối. Bạn nghĩ là nó rất cần thiết để ngủ đủ vào mỗi tối. Nếu không thì sức khỏe của anh ấy sẽ gặp khó khăn. À. Vậy thì ở đây mình sẽ có là mình sẽ khuyên người ta là nếu mà bạn muốn có một sức khỏe tốt ha, thì bạn nên ngủ đủ mỗi tối. À, vậy thì ở đây mình sẽ ghi là nếu bạn muốn có sức khỏe tốt, if you want to have good health, rồi, và do câu này là câu bắt buộc, à, nên là mình sẽ nói người ta là bạn phải ha, you must, và bạn phải làm gì đây, thì bạn phải ngủ đủ giấc vào mỗi tối, thì là you must get enough sleep every night ha. Đấy. If you want to have good health, you must get enough sleep every night. Nếu bạn có sức khỏe tốt thì bạn nên ngủ đủ vào mỗi tối. Rồi tình huống số 4 của mình này. Your little brother wants to go for a swim. You agree but ask him to finish all his homework first. Đứa em trai của bạn muốn đi bơi. Bạn đồng ý nhưng mà yêu cầu anh ấy là hoàn thành tất cả những bài tập về nhà trước. Vậy thì ở đây mình sẽ viết là nếu mà bạn hoàn thành tất cả bài tập về nhà thì bạn có thể đi bơi. À, vậy thì if you finish all your homework first, ha. Đó. Nếu bạn hoàn thành tất cả bài tập về nhà của bạn thì bạn có thể đi bơi, thì là you
Và có thể của mình này, sự cho phép nè là you can go for a swim. Rồi. If you finish all your homework first, you can go for a swim. Rồi mình sang đến tình huống cuối cùng là tình huống số 5. You are able to make a delicious pizza when you have all the ingredients needed. The needed ingredient. Bạn có thể làm một cái bánh pizza thật là ngon khi mà bạn có đủ tất cả những nguyên liệu cần thiết. Vậy thì nếu tôi có đủ nguyên liệu cần thiết thì tôi sẽ có thể, đúng không, làm một cái bánh pizza ngon. Vậy thì if I have all the needed ingredients. Thì tôi có thể làm là I can make một cái bánh pizza ngon nè là a delicious pizza. Đó. If I have all the needed ingredients, I can make a delicious pizza. Vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong activity number 4. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau di chuyển đến activity number 5. Đề bài yêu cầu mình là complete the sentences with your old ideas using the modal verbs you have learned. Hãy hoàn thành các câu với ý tưởng riêng của bạn và sử dụng các động từ khiếm khuyết mà bạn đã học. Rồi ở đây có 3 câu thì mình sẽ cùng nhau tiến hành làm lần lượt từng câu một, hoàn thành câu để mình có được đủ nghĩa ha. Rồi. Bây giờ mình sẽ nhìn vào câu đầu tiên. Number 1. If you spend too much time playing computer games, nếu bạn dành quá nhiều thời gian để chơi game thì mình sẽ điền cái vế còn lại. Thì ở đây mình có thể sử dụng cái ý tưởng là bạn có thể cảm thấy mệt mỏi và thiếu năng lượng. Vậy thì ở đây mình sẽ dùng là you. Có thể, có lẽ thôi, là may ha, mình không có chắc này. You may feel, bạn có thể cảm thấy mệt mỏi của mình sẽ là tired và thiếu năng lượng hả? And less energetic. If you spend too much time playing computer games, you may feel tired and less energetic. Number 2. If you want to get a good night's sleep, nếu bạn muốn có được một giấc ngủ ngon, vậy thì ở đây mình đưa ra một lời khuyên là mình nên tránh sử dụng thiết bị điện tử trước giờ ngủ ha. Thì mình sẽ ghi là you nên, là đưa ra lời khuyên thì mình sẽ dùng là should ha. You should avoid. Bạn nên tránh này. Tránh cái gì? Thì tránh các thiết bị điện tử của mình là electronic devices. Trước giờ ngủ là before bedtime. Đó. If you want to get a good night's sleep, you should avoid electronic devices before bedtime. Rồi câu cuối cùng. If you don't feel well, nếu bạn cảm thấy không khỏe, thì bạn nên gặp bác sĩ. Vậy thì sẽ là you should, nên nè, đưa ra lời khuyên. Đi gặp bác sĩ sẽ là go to see a doctor. If you don't feel well, you should go to see a doctor. Rồi, vậy là cô và các em đã vừa hoàn thành xong activity 5. Rồi, thì trước khi kết thúc bài học ngày hôm nay thì mình sẽ cùng nhau tổng kết lại kiến thức mà mình đã học. Thì ở trong phần này thì chúng ta sẽ đã học về cấu trúc câu điều kiện loại 1 với công thức là if, sau if thì mình sẽ cộng với thì hiện tại đơn. Và vế còn lại là mệnh đề chính thì mình sẽ sử dụng chủ ngữ cộng với động từ khiếm khuyết và cộng với verb không nguyên thể. Vậy là cô và các em đã hoàn thành xong các yêu cầu của phần Unit 3 A Closer Look 2. Các em hãy truy cập vào trang lời giải 2.com để xem chi tiết các bài giảng khác. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em trong các video bài giảng tiếp theo.